Livestream để làm chi? Livestream để mà chứng tỏ là tôi đã đưa trà cho anh. Đây, gói trà Thái Nguyên. Đây, trà Thái Nguyên rồi. Đó. Rồi. Bây giờ anh cắt ra đi, anh lấy con kéo hay là kêu con cháu này là mượn cái kéo đi. Hay là con dao rồi cắt ra. Anh cắt ra. Cắt ở dưới mẹ, cắt ngang mẹ đi. Cắt ngang đi. Từ cắt đó, nó còn cái bao đó. Đúng rồi. Nó còn khoe với bạn bè rồi. Ê, anh cắt ngang đi. Đó, anh cắt ngang hết đứt đi. Ê, live stream nữa Phượng ơi. Ok. Live stream đi cho vui mà, có gì đâu. Ok. Bữa nay thăm anh Phượng mà. Để. Phượng. À, anh Phượng. À. Ông kia là ông Phượng. Quen miệng rồi, tự em nói anh Phượng nghe nè. Em với anh cha này là cùng một tuổi, cùng một tuổi thìn cả, mà ông này nhỏ tháng tôi 4 tháng lận. Đáng lẽ chả phải kêu tôi bằng anh chứ ta, mà hai đứa kêu mày tao. Rồi, nói chung là anh rất là đẹp rảo. Ông đi đâu, ông ra ngoài đó, ông hút thuốc. Chắc vậy kệ ông đi, bây giờ anh lo bình trà của anh với em, anh em mình uống đi. Để thưởng thức, anh coi cái cọng trà coi, anh móc ra anh coi cái cọng trà coi. Diễn lên rất hả? Diễn rất là nhuyễn lắm. Nhuyễn mà xăng là lại để anh coi thử coi, anh coi thử coi. Anh bỏ ra cái tay của anh đi rồi anh coi thử anh phê bình sao, con cháu nó tặng mà, trời ơi. Anh thấy sao? Cái cọng trà ngon không? Anh thấy cọng trà nó là sao? Anh phê bình đi. Đúng anh rồi, đúng rồi. Là nó rồi phải không? Là đúng nó rồi phải không? Mà tránh phẩm phải không? Thì bây giờ anh nói một về lời anh cảm ơn con cháu Việt Nam tặng trà đi. Cũng chưa biết được nhiều, nhưng mà thấy là con cháu của anh cầm phải không? Đúng rồi. À, sang đây có ghé thăm tôi và có biếu cái trà. Trà này là trà, nghĩa là chánh gốc. Thái Nguyên. À, nó có cái bài mà nói mà rét Thái Nguyên, rét cái vị yên thế. Đó. Có cái bài thôi. Không có một câu rượu gì rất là vui mà tôi không dám nói. Rồi biết rồi thì thôi. Trà Thái mà gái thì phải là gì đó, đại khái gì? Thôi cái đó không. Ông này ông đạo mạo lắm, ông không dám nói câu đó. Thôi tôi nói luôn. Đấy, thì em thấy là xung quanh chỗ tôi ở là như vậy đó, đại khái thôi. Tôi được rồi, okay. Chỗ này là bề bộn bởi vì mới có thằng cháu tôi còn cố. Ông cố thành ra. Trời ơi, ông chứ cháu cố rồi kìa, ông có cháu cố rồi kìa. Nó đó về, nó cũng sắp về, thành ra đồ đạc của nó gối riết rồi nó còn để đó. Rồi, cảm ơn. Nhỏ lắm, nó mới có. Dạ, dạ. Nó mới có 12 tháng thôi. Rồi, ok. Rất là dễ thương. Thì cái cơ ngơi của anh như vậy rất là độc. Dạ, rất là... Ở lúc trước đó còn làm giường nổi, lúc này anh thấy nó hồ nước chảy rồi vậy đó, mà đâu có... đâu có sản xuất nổi nữa. Vì cái gì cũng vậy, nó cũng từ từ rồi nó tới. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Ừ. Thì rõ ràng là em ở Minnesota, em qua thăm anh. Yeah. Này, tình... Anh ở Minnesota mà ở thành phố Nam Minneapolis. Anh Minneapolis. Anh ở thành phố và quận hạt. Cái quận hạt là ở Richfield. Để coi không chừng lúc nào mà... đi được không chừng tôi với ông Phượng cũng mò qua bên đó. Ông này ông mò qua rồi. Dạ hả? Ông qua rồi. Ông qua nhà anh bên đó đó hả? Rồi, ông qua luôn, hai anh em qua bên đó rồi. Ông... qua rồi rồi xong biết xong. Ông không có rủ, thành ra tôi đâu có biết. Mà rủ, không ai dám rủ ông là tại bây giờ ông sợ ông đi không nổi. Trời, bây giờ Việt Nam tôi ông đi biết là bao nhiêu mà. Ôi trời ơi, vậy. Ê Phượng, sao kỳ vậy? Ông trách kìa. Đi qua tôi, tại sao không rủ ông đi kìa? Cười. Mày có cái này cho coi anh chút, nhưng bà làm ơn được coi cái phim. Ok. Fine, ok. Theo lời yêu cầu, cho coi mà không được show lên live stream, ok. Sao đâu? Trời. Cái gì đây? Wow. Tại lần sao phải giấu? Xịt.
trường kháng chiến. Tôi ao ước mà tại vì tôi không biết, tôi không có cho nên ra tôi ao ước. Trời ơi là trời. Tao gãy đầu rồi, tao nói mày được mày. Ê Phượng, nó nhỏ thôi. Nó nghe thấy mà biết cái vụ đó từ lâu rồi. À biết từ lâu hả? Ôi, tao giò cái đầu ra tao. Bây giờ không biết nói với con cháu làm sao nữa, trời ơi. Không ngờ. Đây là Tư Can có ký tên trong mấy cuốn sách. Sao đừng nói lớn mà mệt quá, anh kỳ quá. Anh cho em xin miếng, xin miếng thôi. Rồi ok thôi, tôi giữ cho anh luôn. Ây da, tôi không ngờ mà anh tôi giữ dằn này, trời ơi trời. Không phải gì đâu, ok. Không phải, ý em nói là không ai có thể biết được điều đó. Anh hiểu tôi nói không? Ê, chỉ có thằng này thôi phải không? Pha trà đi. Anh pha trà đi chút, đi chút khác là xa xa đi, tôi nói chị với con cháu tôi chút. Ê, giữ mày. Thứ dữ. Nói vậy tôi mới hiểu rồi. Tao đâu có biết đâu. Ghê thiệt. Ê, dạ, của ông Phong nè, ê mày lên nói chuyện chơi mày. Phong, về Việt Nam ngủ hết rồi, mình bình tĩnh không? Cái này chụp được. Ồ, cái này hả, cái này được mà. Đây quả nha. Dương Xuân Phương. Dương Xuân Phương. Sinh năm 1933, Sài Gòn. À, đồng sáng lập của APA là những người thợ nhiếp ảnh. Ông này là nhiếp ảnh gia. Yeah. À, ông được là Vice President. Ờ, Việt Anh Quỳnh. Anh đang ở nhà của bác Dương Xuân Phương. Dương Xuân Phương. Nhưng mà những cái điều bí mật thì tao không cho tụi bay biết, tao biết thôi. Được không? Năm 1970 ông được giải huy chương vàng. Từ từ, năm 1970 ông được hội nhận giải chương vàng của Nguyễn Văn Thiệu. À, Nguyễn Văn Thiệu đã cấp huy chương vàng cho ông năm 1970. Okay. Đây nha, tên là Dương Xuân Phương. Rồi. Cái gì anh? Huy chương vàng này là về nhiếp ảnh chứ không có. Nhiếp ảnh. Trời ơi, ai nói đụng chạm gì ông kỳ quá. Tôi không có đụng chạm với chuyện kia. Trời ơi, khổ quá. Nhiếp ảnh, em nói rồi, nhiếp ảnh. Mẹ anh nói mẹ nè, em có cái máy Canon. Canon gì ta? Nó không phải là iOS đâu, nhưng mà nó là cái gì ta? Cái gì mà 6 là mã đó. Mày hiểu gì, Sony hay là... Canon hả? Tôi thì... Đi... 20 năm đi 6 hay là 7 gì đó. 20-30 năm nay tôi không có rỡ máy. Không rỡ máy nữa. Vậy là anh chỉ anh nghề cho em đi. À, Việt Anh Quỳnh, Úc hả? À, xin giới thiệu ở đây hiện giờ đang ở Mỹ. Tôi đang ở Mỹ. Wow. À, vậy là tốt rồi Việt Anh Quỳnh. Mình chỉ, mình không ác cảm đâu, nói chung là mình cũng không ác cảm, mày gã những người trái chiều mình cũng không ác cảm đâu, có điều, tôi hôm nay 70, anh Dương Xuân Phượng là 80, thì lớp trẻ thì không biết, không cần biết, ở đây là có cái tính cách là tư, là cá nhân, giữa con người và đi thăm một con người thôi, ở đây không có chính trị với em gì cả, không có chính trị với mày gã. Giờ này em thấy máy này. Ok anh. Thì rất là mến bạn, mến Vương Xuân Bình. Đúng rồi.
mình không có một cái gì thì mình đóng góp cái tinh thần yêu nước bằng những cái lời nói, bằng những hành động, bằng những cử chỉ. Nói chung tất tần tật, ai làm cái gì được cái đó hãy thôi. Bởi vì sao? Chúng tôi đã trải qua những cái năm tháng chiến tranh, phải không anh Phương? Anh Phương, mình đã trải qua những năm tháng chiến tranh, mình hiểu có giá trị của sự yên bình, hòa bình ngay tại lúc này. Tôi nói vậy bạn hiểu không? Tôi nói bạn hiểu. Có nghĩa là tôi và anh Phượng đã từng trải qua chiến tranh. Anh Phượng, em tan nát, đầu gối cũng bị, vai cũng bị, phổi cũng bị, ngực cũng bị. Nó chơi ác mà chị cộng nó chơi ác quá anh. Nó chơi một cái te tua luôn. Làm gì? Ông đi lính ông bị hay sao? Chơi đi lính tôi bị hay sao? Tôi xương nắm mà. Bị bắt quân dịch. Hãnh diện ghê. Mà tôi bắn vô chân anh hay là trai tôi bắn thằng nào vậy cộng bắn tao. Được á, giờ thẹo trong mình tao, trong mình tao thẹo dữ lắm á nha Phượng. Trời lớn ngôi đó, đó là bàn tay mình rồi, tay sạch sẽ bàn tay mình rồi. Vậy hả? Không biết, bàn tay tôi cũng sạch sẽ, tại vì tôi chưa hề bắn được viên nào mà. Nói vậy nhưng mà cái đất nước của mình nó trải qua thăng trầm như vậy. Thì ông đọc trong cái cuốn đó ông sẽ thấy Việt Nam nhiều hơn. Chưa? Việt cái Nam máu lửa của chúng tôi. Cái gì? Đây. Nó mới ở ngoài da thôi chứ. Việt Nam máu lửa. Ôi, wow. Không có sách gì như này khổng lồ. Của ông Đỗ Mậu á. Thấy chưa? Rồi ok. Vậy vậy nè. Không. Cái chiến sự mà cái chiến thắng Việt Nam mình thì qua nhiều tài liệu, qua nhiều những tác giả, mà qua nhiều những sử gia và qua nhiều những người mà gây ra chiến tranh Việt Nam mình đã nói hết rồi, mình không cần phải nói lại. Mình chỉ buồn là có chữ là một số người vẫn còn những cái điều mà họ không hiểu, cố tình không hiểu. Cái mà nếu anh nói là nên nó bây giờ mẹ tôi nói, cha con tôi nói đương tranh giành gì dù tái chiếm cổ thành Quảng Trị đó, em nhớ không? Buồn cười à, anh thấy không? Em không muốn nói vấn đề đó. Bởi vì sao? Em là con người không thích đấu đá, không thích phe phái. Bởi vì em là đồng lào độc lập à, tao thích thì tao nói à. Nhưng mà tao chỉ yêu cầu mà nói sự thật. Tôi thấy anh nói một mình rất nhiều. Đỡ luôn mình à. Dạ, dạ thỉnh thoảng con nói chung với anh Phong. Có. Phong với Phượng rồi đi chứ tôi thì tôi ngoài mấy lần nói trong cái đám tiếng quê hương của chị Châu rồi đó. Ok. Ok. Rồi con đây bà. Rồi cảm ơn cô. Tôi lại tưởng đâu anh ở đâu rồi dưới San Diego, vì tôi thấy anh có anh rồi anh có ông Phong rồi ông Phượng rồi này kia đó, tôi lại tưởng mấy ông tại ở vì đáng lẽ tôi đáng rung đúng ra là tôi không có lên mạng làm cái gì cả. Nhưng mà nó buồn cười ở cái chỗ là tại vì thiên hạ kêu anh hoài hả, thiên hạ kêu anh lên hoài đó, cái khi tôi lên hoài à. Nhưng mỗi lần tôi lên là bởi vì có cớ tôi mới lên, chứ bình thường tôi không có lên chi trên trời, bởi vì mình là con người tự do mà thích thì lên không thích thôi, nhưng mà cái điều mà tôi cảm thấy trái khoái mày mày xạo xạo thì vừa vừa thôi, bởi vì chúng mày không mà anh khổ khổ tâm cái chỗ gì, chúng nó không phải là lứa tuổi của mình, tức là hậu sanh không, nó chẳng bước qua chiến tranh, nó chẳng biết một cái gì cả chế độ cũ, và nó chưa hề bước qua một cái gì mà lên giống là như là. Thì bởi vì mình lên đây mình nói ra những cái chuyện mà sự thật của mình chứng kiến thế thôi, chứ chẳng có cái gì cả. Chúng ta lớn hết rồi. Anh thấy ở đây mở tivi ra là thấy hai bên cãi nhau liền. Thì đấy khổ vậy. Coi không? Ok. Nhà tôi cũng có được mấy cây hồng, ổi, rồi bưởi rồi đại khái. Yeah. Sao? Thì hôm nay ghé
anh Phương. Dương Xuân Phương nha, chứ không phải là Peter Phượng đâu, hai cái tên nó hơi trùng trùng nhau, nó gọi lộn tên hoài. Thì sẵn dịp qua Cali ghé anh thăm anh và chúc sức khỏe anh. Nó thẳng là vậy. Rất là làm cảm ơn và cảm kích thấy mấy ông, tuy rằng không phải là bạn trẻ, mấy ông cũng là bạn đồng sanh với tôi rồi, đâu có cái chuyện gì đâu mà thành ra thì có ghé, có dịp ghé chơi, chứ còn nếu mà anh không ghé thì là tôi biết bao giờ tôi mới trở lên Minnesota để mà gặp. Đúng rồi, ý em muốn nói điều này nè, chúng ta đều ở nước Mỹ cả, nhưng không phải lúc nào cũng gặp nhau được. Đúng rồi, rất là khó khăn. Nhưng mà sở dĩ bây giờ mà biết được nhau đó là giờ nhờ cái mạng xã hội. Nha, để đây cho nha, để đại đây cho tôi gấp cho, không sao đâu. Đó, nhờ mạng xã hội. Dạ. Thì mình cùng một cái ý nghĩ thì dễ gặp nhá. Đúng rồi, cùng một chí hướng thì dễ gặp nhau. Cùng một tư tưởng, cùng một sự suy nghĩ. Bây giờ đồng cảm. Vô nhà này làm như cha Phượng này, mắc gà mắc đẻ, lay quay chứ làm gì vậy? Sách nhiều, hình nhiều. À, ông rất nhiều. Nhà của ông này sắc rất là nhiều, tư liệu rất là nhiều và hình ảnh cũng rất là nhiều. Cho nên vì chỗ đó, khi mà nói về lý luận chính trị, lý luận về chính trị Việt Nam thì không ai qua ông được. Rồi, tôi xin lỗi anh đâu đến nỗi nào. Không. Đây nè, bây giờ tôi nói hình ảnh này nha nè. Cái hình đó đó, cái chụp đó là hình đó ở Hoa Lư đó. Ồ, Hoa Lư đó. À, của cái thời Đinh Bộ Lĩnh rồi này kia đó. Trời ơi, anh tôi chụp đó. Thôi, em không cần biết cái chuyện ngày xưa, em chỉ biết bữa nay thôi. Bây giờ mời anh thưởng thức trà, coi có ngon hay là không, để cho tôi biết, tôi còn biết cảm ơn người ta. Trà thấy nguyên mà không ngon. Anh Phương ơi, anh Phương ơi, anh cho mình bức hình, anh cho bức hình ba cái lu. Ba cái lu hả? Tại vì nhà mình nhiều lu lắm, nhà mình có đó mình mua 12 cái lu của Việt Nam. Chi hả? Để nhà tôi mua 12 cái lu nữa cha. Chi hả? Mua Costco. Cái hình đó là cái gì bây giờ duy nhất mà tôi còn phim từ phim. Mất rồi. Có từ phim chứ không phải từ điện thoại. Mất rồi. Thành ra có thể thì để tôi là. Tôi làm lại cái khác. Trời ơi, chứ con. Rồi, giờ anh Phượng uống trà đi. Trà quá ngon. Theo tôi là quá ngon nha. Coi ạ. À. Cái này đó là, anh biết không, tôi, cái Hoa Lư là cái nơi đầu tiên tôi về. Cái bức tranh này sao anh? Hình chụp. Hình chụp. Ống chụp. Đây là một bức hình chụp. Đây, để coi. Wow. Hình chụp, anh chụp, Dương Xuân Phương chụp. Năm nào anh? Năm 1994. Năm 1994, ông ấy đã chụp bức hình này. Rồi. Đây. Ok, rồi thôi. Anh Vương này. Hả? Rồi. Mình chơi mình, anh cho mình trong đó mình bỏ vô cái ấy mình treo nhà mình được không? À, được. Tại cái đó giờ ông để ngoài mà, ông có anh đóng rồi. Nhưng mà ông treo cho tôi cho ông thì tôi phải làm khuôn xong rồi tôi mới cho. Ok, vậy thì ông làm tôi cũng khuôn. Ok. Ông có mình không? Anh Phương. Anh nói em nghe nè. Anh cho tôi xin chút xíu cái kia được không? Xin chút xíu, dở xíu cái kia được không? Dở cái chút xíu thôi. Hả? Thôi hả? Không được quyền hả? Ok, tôn trọng ý kiến của anh. Anh uống thử coi. Ngon lắm, trà ngon lắm. Anh uống thử coi, trà Thái Nguyên coi như nào rồi, xong rồi. Rồi, để em. Anh tắt máy rồi, tôi nói cho anh nghe.
anh tắt ok chiều với anh luôn, nhưng mà mốt em khai hết á. Chiều ý bác Phương để giữ miếng cái rắc nó coi đúng rồi 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 ok.